Việt Nam lên tiếng về đường cơ sở, Trung Quốc tuyên bố ở Vịnh Bắc Bộ. Việt Nam đề nghị Trung Quốc tôn trọng và tuân thủ Hiệp định Phân định năm 2000, khi nước này ra tuyên bố xác lập đường cơ sở ở Vịnh Bắc Bộ. Việt Nam đề nghị Trung Quốc tôn trọng và tuân thủ Hiệp định về Phân định lãnh hải, vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa giữa hai nước trong Vịnh Bắc Bộ ký năm 2000, cũng như Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển, UNCLOS, 1982, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng cho biết trong họp báo ngày 14 tháng 3. Tuyên bố được bà Hằng đưa ra khi trả lời câu hỏi của Vietnam Express về thông tin Trung Quốc ngày 1 tháng 3 tuyên bố xác lập đường cơ sở ở khu vực phía Bắc Vịnh Bắc Bộ theo luật ban hành năm 1992. Trong đó quy định đường cơ sở của lãnh hải nước này được phân định bằng phương pháp đường cơ sở thẳng. Trong tuyên bố này, chính phủ Trung Quốc đưa ra 7 điểm cơ sở khi nối với nhau tạo thành một đường cơ sở mới nhằm tuyên bố lãnh hải ở Vịnh Bắc Bộ. Các điểm này không tồn tại trong 49 điểm cơ sở mà Trung Quốc công bố ngày 15 tháng 5 năm 1996 để tính chiều rộng lãnh hải từ Hải Nam tới Thanh Đảo. Bà Hằng cho biết Việt Nam đã và sẽ tiếp tục trao đổi quan điểm với Trung Quốc về vấn đề này trên tinh thần hữu nghị, hiểu biết và tôn trọng lẫn nhau. Theo người phát ngôn, Việt Nam bảo lưu quyền và lợi ích pháp lý của mình theo luật pháp quốc tế. Cũng như quan điểm đã nêu tại tuyên bố ngày 6 tháng 6 năm 1996 của chính phủ Việt Nam liên quan đến tuyên bố ngày 15 tháng 5 năm 1996 của chính phủ Trung Quốc công bố đường cơ sở dùng để tính chiều rộng lãnh hải của Trung Quốc. Việt Nam cho rằng các quốc gia ven biển cần tuân thủ UNCLOS 1982 khi xác định đường cơ sở dùng để tính chiều rộng lãnh hải, bảo đảm không làm ảnh hưởng đến các quyền và lợi ích hợp pháp của các quốc gia khác, bao gồm quyền tự do hàng hải, quyền quá cảnh qua các eo biển sử dụng cho hàng hải quốc tế, và phù hợp với UNCLOS 1982, bà Hằng nhấn mạnh. Việt Nam và Trung Quốc là hai quốc gia tiếp giáp Vịnh Bắc Bộ. Hai nước ngày 25 tháng 12 năm 2000 ký kết Hiệp định về Phân định Vịnh Bắc Bộ, có hiệu lực từ ngày 30 tháng 6 năm 2004. Hiệp định xác định ranh giới lãnh hải, vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của mỗi nước trong Vịnh Bắc Bộ. Các bạn hãy đăng ký kênh để cập nhật thông tin miễn phí mới nhất.